Life in the UK, Theory Lessons, Lesson 19, Taxation in the UK, Hệ thống thuế ở Anh. Thì trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 ý chính sau. Thứ nhất là tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân, thứ hai là về số bảo hiểm quốc gia, thứ ba là cách xin số bảo hiểm quốc gia hay còn gọi là xin số đi làm, và cuối cùng là về lái xe ở Anh. Thì đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về Income Tax, thuế thu nhập. Thuế thu nhập là thuế tính trên thu nhập, người dân ở Anh phải trả thuế cho thu nhập của họ, bao gồm tiền lương từ việc làm được trả lương, lợi nhuận từ việc tự làm chủ, các nguồn trợ cấp, lương hưu, thu nhập từ tài sản, tiết kiệm và lợi tức từ cổ phiếu. Tiền thu được từ thuế thu nhập dùng để trả cho các dịch vụ của chính phủ như đường xá, giáo dục, cảnh sát và các lực lượng vũ trang. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu về National Insurance, bảo hiểm quốc gia. Hầu hết mọi người ở Anh đang làm việc đều được trả lương, kể cả những người tự làm chủ sẽ phải trả các khoản đóng góp cho bảo hiểm quốc gia. Số tiền thu được từ đóng góp bảo hiểm quốc gia được sử dụng để chi trả cho các lợi ích và dịch vụ của nhà nước như lương hưu và dịch vụ y tế quốc gia NHS. Getting a national insurance number, xin số bảo hiểm quốc gia, mã an sinh xã hội hay còn gọi là số để đi làm. Thì số bảo hiểm quốc gia là số tài khoản cá nhân duy nhất. Nó đảm bảo rằng các khoản đóng góp bảo hiểm quốc gia và thuế bạn phải trả được ghi lại đúng với tên của bạn. Tất cả những thanh niên ở Anh được gửi số này vào trước sinh nhật thứ 16 của họ. Nếu bạn là một công dân không thuộc Vương quốc Anh nhưng sống ở Anh và đang tìm việc, bắt đầu làm việc hoặc tự lập business thì sẽ cần apply xin số bảo hiểm quốc gia để có thể đi làm. Nếu bạn được phép làm việc tại Vương quốc Anh, bạn sẽ cần gọi điện thoại cho Bộ Lao động và Lương hưu DWP để xin số bảo hiểm quốc gia. Bạn có thể được yêu cầu tham dự một cuộc phỏng vấn để xin National Insurance Number. Và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về lái xe ở Anh. Thì ở Anh, độ tuổi tối thiểu để được phép lái xe ô tô hoặc xe mô tô là 17 tuổi. Và bạn phải có bằng lái xe để được phép lái xe trên đường. Để có được giấy phép lái xe ở Anh, bạn phải vượt qua bài kiểm tra lái xe. Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra cả kiến thức trên lý thuyết và kỹ năng lái xe thực tế của bạn. Bạn cần ít nhất 16 tuổi để được phép lái xe mô tô công suất thấp. Ở Northern Ireland, một tài xế mới thi đỗ bằng lái xe phải để tấm biển có chữ A trong một năm sau khi vượt qua bài kiểm tra lái xe. Nếu bạn cư trú tại Vương quốc Anh, xe ô tô hoặc xe máy của bạn phải được đăng ký tại cơ quan cấp phép lái xe DVLA. Bạn phải trả thuế đường bộ hàng năm và phải có bảo hiểm xe máy hợp lệ. Đó là một tội hình sự nghiêm trọng nếu lái xe mà không có bảo hiểm. Nếu xe của bạn trên 3 năm tuổi, bạn phải mang nó đi kiểm tra MOT hàng năm. Sẽ là vi phạm pháp luật nếu bạn không làm MOT cho xe của bạn. Thank you for watching. Mọi người nhớ ấn nút subscribe để ủng hộ kênh nhé.